Hello everyone, welcome back to my channel. Cocktail của ngày hôm nay sẽ là một trong những classic cocktail mà nó được gọi là cha đẻ của Martini, được mang tên Martinez. Cũng như các loại classic cocktail khác thì Martinez có rất là nhiều câu chuyện. Cái người mà để nói là để có thể sáng tạo ra cái này thì có rất là nhiều giả thuyết. Thì hôm nay họ sẽ đem cho các bạn hai giả thuyết, bởi vì trong hai giả thuyết này họ sẽ giới thiệu với các bạn các loại liqueur cũng như là liquor mới mà chúng ta có thể làm quen và học hỏi thêm. Giả thuyết thứ nhất là vào năm 1884, một người bartender mang tên là O.H. Rion. Ông này đó là đã dùng Genever. Genever là cái liquor base mà được có từ Hà Lan hoặc là được sản xuất ở Pháp và cũng như là Đức nữa. Nếu như các bạn có coi một cái tập mà Hào làm về gin á, thì Hào có nói về cái Genever này. Cái điều đặc biệt của Genever là nó có những cái thành phần giống như là gin, thì nó thường được gọi là Dutch hoặc là Holland gin, là cái loại gin của người Hà Lan. Nhưng mà cái điều khác biệt ở đây đó là nó được chưng cất và chiết xuất từ corn, là bắp, hoặc là barley hoặc là rye. Ngược lại thì gin được chưng cất và chiết xuất từ các loại thảo mộc và với juniper nữa. Với loại Martinez này thì Byron đã sử dụng là sweet vermouth và dry vermouth, thêm đó là orange curacao. Còn cái giả thuyết thứ hai là đến từ Jerry Thomas. Vào năm 1887 thì ông có viết trong một cuốn sách của mình, thì ông mới sử dụng là Old Tom gin. Old Tom gin là một những loại gin mà ít được thêm vào thảo mộc, mà cái vị của nó, cái tính của nó tính ngọt. Martinez của Jerry Thomas thì có là phải đặc biệt là có Old Tom gin. Cái thứ hai là sweet vermouth. Thay vì sử dụng orange curacao thì ông này lại sử dụng đó chính là maraschino cherry lassado, và cuối cùng là Angostura bitters. Cho đến tận ngày hôm nay thì có rất là nhiều người họ sẽ sử dụng những cái recipe khác nhau để làm nên cái Martinez. Có người sẽ sử dụng dry and sweet vermouth, có người sẽ sử dụng lassado. Thì hôm nay cái recipe mà họ sử dụng để mà hướng dẫn với tất cả các bạn sẽ gần với loại Jerry Thomas, nhưng mà sẽ tweak một chút xíu, có nghĩa là những cái ratio, những thành phần họ bỏ vào cocktail nó sẽ khác nhau. Những thành phần chính mà chúng ta sử dụng để làm Martinez trong ngày hôm nay sẽ là gin. Các bạn nào mà có London Dry Gin thì sử dụng sẽ càng tốt. Còn nếu bạn có Old Tom Gin thì cái vị nó sẽ ngọt hơn. Nhưng mà do là hôm nay cái cocktail này họ sẽ làm equal part, nên là họ chỉ sử dụng London Dry Gin thôi. Bên cạnh đó thì họ sẽ có sweet vermouth. Các bạn nhớ là sweet vermouth là rượu đỏ cô đặc. Lassado thì đây là maraschino liqueur. Lassado là một trong những loại liqueur đến từ nước Ý. Nó được sản xuất vào những năm 1827, rất là lâu rồi. Nếu mà bạn để ý đó thì cocktail của mình bây giờ giống như là mình uống đồ cổ vậy đó các bạn. Những cái liqueur, những cái loại liqueur này bây giờ vẫn còn được sản xuất và vẫn còn được tiêu thụ trên thị trường. Thay vì sử dụng Angostura bitters thì họ sẽ sử dụng orange bitters hôm nay ha. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sử dụng một trái chanh để làm garnish, thì họ sẽ dùng cái vỏ chanh để làm garnish later. Martinez là một cocktail được serve up nên chúng ta sẽ cần stirring glass và mixing spoon, nhưng mà không có spoon, họ có cái đồ khuấy này rất là đẹp, cũng giống như là mixing spoon thôi. For the night, yeah, you could be, you could be, you could be, bay for the night, bay for the night, you could be, you could be, you could be, you could be, you could be bay for the night, you could be bay for the night, you could be bay for the night. I pay for the weed, I pay for the wine, I pay for this life. Still rocking gold chains like a Kobe, bath and break 'em, do a cocaine. It's that life supreme like Coltrane. You could be bae for the night. You could be bae for the night. You could be bae for the night. I pay for the weed. I pay for the wine. We pay for this life. Still rocking gold chains like I'm Kobe. Bath and break. I'm doing cocaine. It's that life supreme like Coltrane. Get you out of this club, the men in the car and back to my spot. I'ma get you home, we can sip on ice like a boy. Vừa làm xong Martinez nha các bạn.
Ok, bây giờ thì mình sẽ thử ha. Martinez là một cái cocktail rất là dễ làm. Và nếu như mà bạn để ý thì cái set by default của cái garnish là sẽ là orange twist, nhưng mà Hào sử dụng lemon twist tại vì Hào muốn cái flavor nó sẽ nó bright, nó sáng hơn. Các bạn có thể sử dụng cái nào tùy thích, tùy vào các bạn ha. Trước tiên thì Hào sẽ ngửi được cái mùi của maraschino rosado, là cái này là cherry liqueur. Thì đây là cái liqueur nó được làm từ cherry. Các bạn biết là cái trái cherries ha, nhưng mà nó sẽ không làm được cái từ cái trái cherries mình ăn đó. Nó sẽ làm từ một cái loại cherries khác cùng cái họ của cái trái cherries này, mà chỉ để làm liqueur hoặc là làm dessert. Nếu như các bạn mà để ý là có những cái loại mà kẹo cherries đó thì nó sẽ làm từ cái loại cherries này luôn, hoặc là cái cherries mà mình sử dụng ở trong Manhattan á. Martinez sẽ đúng như công thức thì cái ratio nó sẽ khác nhau, nhưng mà hôm nay Hào làm ratio là một gin và một sweet vermouth, có nghĩa là hai cái này là equal part, là bằng nhau. Và chỉ để một cái quarter của maraschino liqueur thôi và ba giọt orange bitters, nên là cái flavor nó sẽ nồng hơn và nó sẽ đậm vị hơn. Với lại nếu như mà bạn nào mà có những cái loại gọi là fancy, như là những cái loại sweet vermouth mà nó ngon hơn á, như là Antica Campano, thì bạn nên sử dụng cái loại đó, nó sẽ làm cái cocktail của mình nó ngon hơn. Loại này đó nó sẽ có một cái vị giống như là hồi nãy là Hào không có để dry vermouth vào đúng không các bạn, nhưng mà khi mà mình uống cái này mình vẫn có được cái vị dry vermouth, bởi vì cái maraschino này với cộng với lại cái gin á, nó ăn với nhau rất là đều. Nếu như bạn để ý là hai cái này được sử dụng ở trong Last Word, là một những cocktail classic cocktail rất là nổi tiếng luôn, nên là cái Martinez này nó sẽ rất là dry trong cái vị của mình. Nhưng mà nếu như mà bạn sử dụng cái loại mà sweet vermouth ngon hơn đó thì nó sẽ đậm vị hơn và có thể nó sẽ ngọt hơn. Đây có thể là một trong những cocktail cũng hơi khó uống bởi vì cái vị hăng của Lasado này, nên là bạn nào mà bắt đầu tập uống cocktail đó thì phải cẩn thận nhé, bởi vì đây là một trong những cocktail mà có thể gọi là ra đời từ lâu lâu lắm rồi, vào những năm 880 mấy rồi các bạn. Cho đến ngày hôm nay thì cái loại cocktail này nó không có được ở trên những cái menu rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà ai mà người ta có làm lại cái loại này đó thì người ta sẽ tweak, có nghĩa là họ sẽ thay đổi một chút thành phần về cái ratio hoặc là cái thành phần họ sử dụng, giống như là Hào đã làm ngày hôm nay. Bởi vì nếu như mà thật sự với các bạn, nếu như mà Hào drink cái này mà mình tưởng tượng đến cái thành phần mà những cái bartender, mà người mà sáng lập ra cái loại drink này á, cộng với lại những cái liquor và liqueur ngày xưa rất là dở, tại vì các bạn biết Hào hay nói là những cái này ngày xưa là thuốc chứ không phải là đồ uống, nên là trời ơi, chắc là nó không có ngon như vậy đâu. Cho nên là Hào uống cái này mà có thể tưởng tượng nó giống như là ngày xưa không biết người ta uống cái gì luôn á. Nhưng mà mình rất là hên là ngày nay mình có những cái loại fancy, những cái loại liqueur, liquor ngon cái này để mình làm những cocktail mình có thể ưa thích cũng như là mọi người đều rất là thích. Ok, vậy là cái tập ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng là các bạn đã học thêm được một chút về Lasado ha, rồi một chút về Geneva, một cái loại liquor của người Hà Lan. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn like nè, subscribe và nhớ là chia sẻ và nhớ là comment cho Hào, là nếu là bạn là những cái người mà đang học, có như Hào có thấy đọc những comment có nhiều bạn đang học và xem cái kênh của Hào, thì bạn đã biết về Martinez chưa, bạn nghĩ gì về cái tập ngày hôm nay, bạn muốn biết thêm những cái điều gì thì bạn nhớ là comment cho Hào biết nha, Hào sẽ trả lời hết tất cả các bạn. Và hy vọng là Hào sẽ gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Ok, bye bye.